nó tạo ra bảy màu á, nước nó làm phân phân. Cát đổ ra từ hai góc vuông thành cái cầu vồng. Đi bao lâu để mày biết, để mày biết là mày bỏ tiệm hay là mày đi hết chắc không? Ồ, cái tòa nhà này nó mới làm nè anh ơi, quay ớt hả? Cái tiệm này bên Mỹ mới có chứ đây đâu có, bữa nay nó mới ra nè. Bẻ một cái cua cho nó tỉnh đúng không anh ơi? Cái chai nước trong chai Coca là nước rửa mặt cả nha, chứ phải nước uống không nha. Nước uống cái kia có gì liên lạc bằng điện thoại nhá. This one. Sure, yeah, really. American Eagle, Nike là cái tiệm người ta xếp hàng nhiều nhất. Mình vô cái tiệm Reebok này mua cái áo cho thằng cháu để xếp hàng. Giờ coi đỡ mấy cái mẫu ở ngoài cái đó. Ờ đây cái logo bự nè. Nó cũng bị phản chiếu mình ơi, không thấy. Tiệm ghét. Xếp hàng dài. Hỏi vô luôn đi, dài quá. Michael Kors. Michael Kors. Xếp hàng dài như vậy không biết tới chừng nào mới được vô. Đây người ta xếp hàng thiệt là dài để vô cái tiệm Lululemon. Tiệm này bán đồ yoga của nữ là cực đẹp luôn. Lululemon. Nam biết xếp hàng được không hay là bỏ cuộc không? Đỏ đẹp hay gì nữa. Website thì đã mở cửa nhưng mà khi tới nơi thì nhân viên ở bên trong nói là chỉ window shopping thôi,
ngó cho nó vui thôi. Đi chơi nhà bếp hai đầu người, cái logo hai đầu người, đồ cũng cực kỳ mắc luôn, một cái chảo 170 đô. Bây giờ mình đang xếp hàng để chờ vô. Ở dưới chân người ta đã vẽ cái chỗ cho mình xếp hàng, mình chỉ đứng ở đây thôi. Chó cũng được đi chơi, nãy giờ thấy biết bao nhiêu chó. Con chó này sao cái mỏ nó dài vậy Quỳnh? Đúng rồi, nhớ cái đầu nó nhẹ, đầu nó dẹp á, đầu nó dài dài. Quay đầu ra đây mấy mày, quay đầu đó. Thấy cái đít không à? Chỗ này là chỗ bán đồ ăn nè. Thấy người ta ăn thèm quá. Ở đây thêm một chú chó nữa. Chó. Một chú chó lùng lùng. Dễ thương quá. Thấy ta ăn thèm quá mà không dám ăn. Sợ Covid. Ở đâu vậy? Ở chỗ này nè. Sau khi đi mò dòng tiêu hết ít tiền, bây giờ mình trở ra mình lên đường đi khác. Quay bắt tài nha. À, quay bắt tài ha. Để câu view ha. Trời giáp. Giáp câu view. Đi ngang McDonald's, Starbucks. Thèm quá mà không dám, không dám mua, nhịn. Đây là đường Stanley. Lên thêm một block nữa. Anh tính quẹo ở đây hả? Hả? Con không nhớ. Trời ơi anh. Đi anh nhớ đường hả? Cái bảng kia là đi qua cầu qua Mỹ đó. Lại một cái ở phần dưới của bảng để rồi. Chết cha, người ta quay lại rồi kìa anh. Cái khác. Bảng dưới đó. Bảng dưới là giờ đi đi qua khỏi đường McDonald nè. Có cái bảng bên trái thì qua cầu Mau Mỹ, bên phải là đi ra thác. Ở Mỹ ơi, mình giữ bên phải mình đi ra thác. Đây có thêm một cái bảng nữa vô đường Victoria. Chết cha, vậy sao đấy? Đâu mà đi thẳng vô được, đi thẳng qua Mỹ rồi mà. Không, chỗ khác hả?
hỏi đừng có đi lố nữa anh ơi. Bằng tay nó rung hả? Đây xếp hàng đi vô cà phê. Xếp hàng đi vô cà phê. Bên này khác. Hai đứa chụp hình cho chú Tài chụp cho. Bữa nay đậu xe được có 10 đồng à. Bình thường phải 30 đồng. Bình ùi đang quay cảnh thác, mình thì quay cảnh ù, đang quay đây. Cái gì mát? Ừ, tuốt xa xa bên kia là địa phận của Mỹ. Mỹ với Canada cách nhau một cái thác Niagara này. Đó, cái lá cờ Mỹ đang phất phới bên kia, bên bãi cỏ đó cũng có rất là nhiều người ra đó. Nhưng mà cái thác bên kia không đẹp bằng thác bên này Quỳnh ha. Ngồi có vẻ thấy sợ. Này lên chợ thấy mà nó mưa quá. Lạnh. Casino kìa Thái. Dạ. Trên cao kìa đó. Mà chắc chưa có mở cửa đâu. Không có cái đài. Hình như cũng có nhiều cái casino lắm. Casino. Nhiều casino lắm. Bay là sát cái mặt đất để mà nó bắt cá. Đó, trời chim luôn. Bên kia là cái cầu để mà đi qua Mỹ. Cách cái con thác là biên giới Mỹ bên phía Mỹ, các bạn cũng thấy là cái bãi cỏ xanh, rất là nhiều người qua đó. Có cái lá cờ Mỹ bay phất phới bên kia. Nó tạo ra 7 màu á. Nước nó là không. Thác đổ ra từ hai góc vuông, cái cầu vòng.